要上来，这还有让你吃的那次那次多，前面不一点，这里这次吃那次多，要弄到结果啊！不要点心啊，来吃我吃，弄个毛钱起来毛钱呐！这学不得不的，啊，把刀拿弄不多，点多，明天等你上哪天又有多，我来还要来鸟姐多了，六天鸟鸟先到转到家，姐莫干毛钱。好多了，过去三天，过去到六亩田地的嘞。鸟姐是哪姐？她啥姐？鸟姐是姐的啦，鸟姐姐。多种着把刀来弄哎，多种那叫叫那头多晒把刀，多给些多洗呢。哎，那头些抬的些还行呢。啊，过去毛去田的时候嘞，还过你们学到长到两天，我学个姐，我给你学一个多少米多。anh học chuyện tiền nhà cho nó đạt thì do lúc tua tuần đoạn thì nó sẽ cho nên tua anh chỉ sai có nên tàu thì cho nên tua cũng chỉ tuần đoạn nó xưng nè thì ít đây giờ ưu chỉ là chỉ biết chặt là không mà ha thì dùng tua cho nên sai thùng thế nên ha mà chỉ trong đó ưu loại chuyện thì anh chỉ sai à thế thì họ sai thế tuần thế một tuần đó nè thì cũng được hay anh đó ưu loại chuyện ok chứ mình đó mình chiêu siêu kiểu như vậy nó chỉ mỗi chi tiết mà đã chân không muốn á thì tôi đầu sẽ lên trên nó chỉ nói hay luôn là bây giờ cho đồng tiền nữa bây giờ cho sửa sư ấy giờ thì qua tới khó tư mà chỉ sửa cho nó nữa thôi là chỉ cứ thế vậy thì mỗi chi ở trong đó mỗi cái đó nên mỗi chi thì chỉ tôi là lưu chi đó tôi là lưu chi có khó cả chi thế còn thì hay những mỗi chi thì nó phải chỉ là sản tàu thì nó tàu không chỉ chỉ cho nên tôi là có chỉ sau những nhóm xe thế là có chúng tôi chỉ nhóm xe hợp đồng thôi.